Hoài và Trân Như kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin tối thứ sáu ngày 20 tháng 4 với một số tin tức đáng chú ý. Thủ tướng Việt Nam chỉ thị giải quyết dứt điểm vụ Tiên Lãng. Hoa Kỳ cáo giá Trung Quốc giúp Bắc Hàn trong kế hoạch tên lửa. Kính thưa quý khán thính giả, Thủ tướng Việt Nam chỉ thị phải giải quyết dứt điểm vụ Tiên Lãng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra văn thư chỉ đạo các bộ ngành phối hợp làm việc, điển hình như Bộ Nội vụ phải làm việc cùng Ủy ban Kiểm tra Trung ương để giải quyết đúng luật pháp vụ cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Vẫn theo chỉ thị từ Văn phòng Thủ tướng, Ủy ban Nhân dân Hải Phòng cần dựa căn bản trên luật đất đai để tiếp tục giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại. Trong đó có việc sử dụng đất của ông Đoàn Văn Vương và những trường hợp tương tự. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ thị Bộ Tài nguyên và Môi trường phải có văn bản hướng dẫn việc sử dụng đất của ông Đoàn Văn Vương theo đúng quy định pháp luật. 6 người Việt Nam du lịch Thái Lan bị bắt về tội móc túi, nhưng thân nhân kêu oan nói là họ chỉ vô tình mang giúp hàng đánh cắp. Những người này bị bắt vào trưa ngày 18 tháng 4 khi đang đón taxi chuẩn bị ra sân bay về nước. Trong số này có một em trai 16 tuổi đang học cấp 3, 3 sinh viên 20 tuổi và 2 người đã đi làm ở độ tuổi ngoài 20. Cảnh sát Thái Lan cho biết có 20 nạn nhân báo cáo bị móc túi, mất điện thoại. Cảnh sát nói đã theo dõi và bắt nhóm người này, nhưng phụ nữ cầm đầu đã trốn thoát. Sau đó, một số nạn nhân đã đến đồn để nhận lại điện thoại bị mất của họ. Tuy nhiên, mẹ của người bị bắt đã cho Việt Hà của Đài Á Châu Tự Do biết những người này chỉ vô tình mang giúp hàng gửi cho người mới quen tên Phượng, bán hàng ở chợ Bangkok, không ngờ đó là đồ gian. Thì em theo em biết thì chỉ có bà mua bán quần áo ở chợ gì đó thì cũng quen biết qua lại với ở người Việt Nam với nhau, thì cũng nghĩ là bà biết tiếng biết tâm mình. Với lại hồi xưa giờ đi mấy lần cũng toàn là nhờ bà mướn phòng này kia, thì bây giờ cũng vậy mà giờ em cũng biết, không biết sao bà vậy. Bà Mai cho biết bà Phượng đã biến mất tăm tích. Theo luật Thái Lan, các nghi can phải chờ 48 ngày để hồ sơ được gửi lên tòa án. Viên chức báo chí của Tòa đại sứ Việt Nam tại Thái Lan cố tình dập máy, không trả lời điện thoại của Việt Hà. Chị Hương phải không ạ? Dạ vâng ạ. À, dạ chào chị Hương, tôi là Việt Hà bên Đài Á Châu Tự Do. Muốn nhờ chị một việc là vừa rồi có mấy em ở Việt Nam em sang đây mà em bị bắt á. Mà người ta nói là móc túi. Quay sang tin khu vực thưa quý vị, Philippines hôm nay lên án việc Trung Quốc gửi thêm một chiếc tàu võ trang đến khu vực Scarborough là cố tình gây thêm căng thẳng cho cuộc đối đầu 10 ngày qua giữa hai nước. Tân Hoa Xã cho hay đó là tàu hải giám mới nhất mà Trung Quốc gửi đến sau khi Philippines loan báo không rút những tàu của họ ra khỏi vùng bãi đá ngầm Scarborough. Vụ việc nóng lên từ ngày 10 tháng này khi Manila tố cáo tàu cá và ngư dân Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp trên vùng lãnh hải của Phi và đưa tàu chiến ra định bắt giữ. Tàu hải giám Trung Quốc ngăn cản và tình trạng đối đầu kéo dài đến nay. Kính thưa quý vị, các thành viên Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh vì dân chủ vừa đắc cử đại biểu Quốc hội Miến Điện có thể sẽ tẩy chay buổi lễ tuyên thệ vào Quốc hội được tổ chức vào ngày thứ hai tuần tới. Lý do được đưa ra là các đại biểu này, trong số đó có lãnh tụ Aung San Suu Kyi, không đồng ý với lời tuyên thệ, trong đó có câu họ phải trung thành với hiến pháp. Liên đoàn giải thích đây không phải là bản hiến pháp của người dân mà được soạn thảo bởi dưới thời của các tướng lãnh cầm quyền. Phát ngôn viên Nan Nguyen của Liên đoàn nói với báo chí rằng ông không nghĩ vấn đề sẽ được giải quyết trước ngày thứ hai và điều đó có nghĩa là các vị tân đại biểu sẽ tẩy chay không tuyên thệ nhậm chức. Một tuần lễ sau ngày Bắc Hàn phóng vệ tinh thất bại, Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cáo giác Trung Quốc giúp đỡ chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng. Lời phát biểu của ông Leon Panetta trước Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Liên bang Mỹ trùng hợp với nhận xét của các chuyên gia về vũ khí Tây Phương sau khi nhìn thấy hình ảnh chiếc xe chở dàn tên lửa tầm xa trong cuộc duyệt binh lớn tại Bình Nhưỡng hôm Chủ nhật. Các chuyên gia này nói rằng chiếc xe do Trung Quốc vẽ kiểu và có thể Trung Quốc đã sản xuất và giao cho Bắc Hàn sử dụng. Trong hai nghị quyết ban hành hồi năm 2006 và năm 2009, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cấm tất cả mọi quốc gia không được giúp đỡ cho chương trình hạt nhân, chương trình tên lửa, không được cung cấp vũ khí hạng nặng cho Bắc Hàn. Trong khi đó, tại Bình Nhưỡng, thưa quý vị, sáng nay hàng chục ngàn người Bắc Hàn biểu tình đòi khai chiến với Hàn Quốc để tiêu diệt chính phủ Tổng thống Lee Myung-bak. Lý do là những hành động của miền Nam lăng mạ miền Bắc trong thời gian Bình Nhưỡng tổ chức đại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của người lập quốc đó là ông Kim Il-sung. Suốt buổi trực tiếp truyền hình cuộc biểu tình,
Người nữ sứ quân viên liên tục kêu gọi lãnh tụ Kim Jong-un ra lệnh tấn công, nói rằng nhân dân và quân đội miền Bắc đã sẵn sàng tiến đánh lật đổ chế độ Bù Nhìn ở Seoul và thống nhất đất nước. Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nam Hàn cho hay đã triển khai một loại tên lửa mới có khả năng bắn hạ tên lửa và pháo kích những căn cứ mà Bình Nhưỡng cất giấu hạt nhân. Vũ khí này có tầm hoạt động 1.000 km. Và sau cùng, thưa quý vị, tin giờ chót từ hãng thông tấn DPA của Đức cho hay nhà chức trách ở miền Trung Việt Nam vừa bắt giữ 9 người đem lậu 371 kg chất nổ TNT qua biên giới Lào-Việt. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rfa.tiengviet.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ achautudo.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Hoài và Chân Như xin kính chào tạm biệt.